Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung có một cái món đồ đồ chế đồ chơi thể lực đây nhé anh em. Một cái bộ combo tay trang cắt trong xe cuốc máy đào ra nhé. Anh em xem có thể tận dụng chế làm cái bộ điều khiển cuốc cẩu hoặc là ứng dụng vào cái công việc gì đấy. Hoặc đơn giản là anh em đang cần thay thế cho cái bộ tay trang xe xe cuốc đào nho nhỏ đang dùng cũng được. Anh em chế mới cái máy móc thiết bị gì đấy anh em xem thử nhé. Một cái bộ này điều khiển có 7 ngăn tổng cộng nhé anh em. Đây là hai tay này, hai tay 4 động tác nhé, 4 chứ không phải là 8 nhé anh em. Này sang trái này, sang trái này, sang phải là một ti này, trước sau là một ti này, còn bên tay trái cũng vậy, trước sau là một ti này, điều khiển một ti nhé. Trái phải nha nè, trái phải là một ngăn nữa này. Rồi hai tay thì dành cho 4 cái tính năng của xe cuốc, làm việc của xe cuốc bình thường đấy. Rồi đây có hai cái tay bị cắt này, đây bị cắt do đá rồi nhá. Đúng ra tay của nó sẽ dài lên cao cao vậy, nối dài bao nhiêu tùy thích nha nè, rất là nhẹ luôn này. Rồi bên đây cũng vậy, hai ngăn nữa nha, 16 ly nhé nè, ngăn là ngăn 16 ly nhé, trung bình khá là lớn, sử dụng cho 01, 1,5, 02 đều được hết nhé, nhớt trong vắt luôn này, đây nhớt 10 trong vắt luôn nhé. Rồi có cái ngăn đó là 6 ngăn tổng cộng nhé, còn cái ngăn thứ bảy nó nằm ngược ở dưới này, đây ngăn thứ bảy nó nằm ngược ở dưới. Thông thường là cái ngăn đạp chân này để dành bẻ cái cần đấy, nó quay mặt ngược lại này. Đây phần nắp lò xo nó nằm quay lên trên nhé, thay vì mấy cái con kia nắp lò xo quay xuống dưới này. Đây là cái ống ống hồi ống đào tổng nha nè, trả về tổng nha. Hai ngõ in này, ngõ in bên đây này, đây là ngõ in của 4 ngăn này, bên đây là ngõ in của 3 ngăn này, tất cả đều là ngăn hai chiều hết nhé nè, hai chiều trên dưới. Nó ra cái cửa lớn, nó bóp lại cái cửa nhỏ này. Đây, bóp lại cái cửa nhỏ còn có một phần mấy phần tư gì đó. Anh em xài lưu lượng lớn thì bỏ cái này ra, đấu trực tiếp vào nha, cho nó lấy lưu lượng lớn một tí. Cho cái con này nó nằm ở trên trên cái con 012 nên nó ém cái lưu lượng này cũng khá là nhiều. Đấy, một cái khối công tắc chung view xa ra này. Cái hộp này nằm ở trước trước mặt nha nè, trước mặt trên sàn luôn nhé. Cái loại này nó lắp nổi ở trên sàn luôn. Đây này, mặt trước thì nó phẳng hết, không có gì hết á. Rồi cứ vậy lắp ngay trên sàn trước cái ghế ngồi lái là lái thôi. Kích thước cũng khá là gọn nha, trong đo kích thước tổng nha nè. 42 chấm mấy này. Đo chiều cao ước lượng khoảng 30 nhé. Rồi cái mặt này này nó nằm tầm khoảng 16 này. Cái thớt ngăn kéo nó rất là lớn luôn. Này, Trung cố gắng Trung đo một cái thớt ngăn kéo nha. Thớt ngăn kéo khoảng 14 cm nha này. Cơ cấu lắc léo đầy đủ hết này. Đấy, cơ cấu lái lắc léo đấy. Rồi xì tê từng bên đủ hết để nằm xuống cho anh em dễ nhìn. Đây để nằm xuống như vậy anh em dễ nhìn hơn nhé, chưa bung chưa động chạm gì hết nhé, hàng nguyên bản nguyên zin luôn nhé. Chết rồi, nó dính dính tí đất cát này, phải nó nhét nhét lại. Một cái khối công tắc nhìn nó hơi bẩn bẩn một tí nhưng mà hàng cực chất luôn nhé anh em, sơn nguyên bản còn luôn nhé, sử dụng cho xe cuốc hai bơm nhé này, đầy hai bơm nhé, một in này, đây là hai cái ngõ in này của hai tầng bơm này, rồi một ngõ trả chung về, đây là một tầng hai, tất cả đôi hết nhé. Đấy, bên đây 4 ngăn, một cái vào điều khiển 4 ngăn, bên đây vào một cái bơm tầng bơm thứ hai
điều khiển 3 ngăn. Dàn ti tuyệt hảo luôn nha anh em, rất là đẹp luôn nha. Dàn điều khiển này rất dễ điều khiển này. Chung có món hàng đơn giản như vậy, mô tả cũng khá là chi tiết. Anh em xem có ứng dụng sử dụng vào được công việc gì thì liên hệ nhé.